Rồi Vũ ơi, mình chào các bạn. Hiện tại thì mình đang ở trên cầu Khởi nha các bạn. Mình đang ở trên ấp Khởi Nghĩa, gần bãi mì của chú Út Dịch ha. Hôm nay mình lên đây thì mình quay không gấp bắp nha các bạn. Nãy giờ quay chiếc Ford với chiếc Isuzu rồi, bây giờ tới quay chiếc chiếc của ông Phong và chiếc Shimura SD3000 nha. Lâu rồi thì mình không có quay lại Phong gấp nha các bạn. Thì lúc trước mình quay thì gấp mía ở dưới của anh chú Mội á. Thì hôm nay em điện cho ông Phong thì Phong nó gấp như này nè, mình chạy lên quay chơi nha, chứ để hổng gầy đi quay kéo cái mì hoài xem miếng ớt các bạn ơi. Hôm nay mình kiếm thì lạ lạ mình quay ha. Hai chiếc câu này đẹp không? Hai cái này hình hình trái tim luôn á, hình trái tim luôn á. Đó, hình trái tim các bạn thấy hình trái tim không? Rồi chắc cũng này chuẩn bị ra. Chiếc này thì nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan nha các bạn. Chiếc này thì nó chỉ có 3 số thôi. 3 số thì mình nghĩ là nó sẽ ăn ít ăn dầu hơn chiếc máy chiếc kho hay là chiếc máy chiếc mình chế nha. Chiếc mình chế thì máy nó bún máy thì nó sẽ ăn dầu hơn. Ra được hả chú? Vô ra luôn, càng yếu càng được, mà càng ai theo à. À. Vô ơi, chứ quá từ ra là nặng vô à. Nhiều, nhiều là nhiều nặng ơi. Cái xe này là cầu tư phải lo lắng. Cho đè đè cái xuống một chút xíu ha, cái đầu đừng dựng cho xe ra. Nó nhỏ hơn một nãy à, một bên kia nó lớn hơn chút nè, nó lớn hơn nó dài hơn ha, còn một là đây nó nhỏ, nhưng mà chiếc này này còn đẹp đó nha các bạn, một lát đó clip sau mình sẽ quay kỹ chút xíu cho các bạn xem nha, đi ra chiếc này xong rồi vô chiếc nữa đó mình quay cho các bạn xem. Không nó gấp thì đứng về rồi.
chạy xe gấp được rồi, chạy xe gấp được mấy xe này chứ bình thường thôi. Chạy lốc đen luôn. Lốc đen luôn không? Chạy lốc đen được luôn. Cái này thấy để nó đẩy chân 12 chân 12 các bạn. Thùng ở sau thì nó chứa cát hay là đá rồi đó các bạn, để cho cái độ cân nặng nó đè xuống ha, nó đè xuống khi mà nó chứa nó gấp nặng quá nó đừng cho nó bật ra trước ha, để cho nó cân bằng á. Này là gào xay hết rồi nên là bỏ nó rất là tiện luôn ha, rất là tiện lợi. Chiếc này hồi đó mua mấy trăm quên rồi, 670 hả? Nhập nguyên con phải không? Chiếc này hồi đó là nhập là 670 nha các bạn, 670 triệu là nguyên con luôn nha. Nhưng mà hình như cái cần này tháo ra ship lại xong rồi về đây cái đầu mình mới gắp lên. Chiếc này thì Phong xài cũng được nhiều năm rồi, cái hàng nguyên con nó nhập về thì chạy rất là bền nha các bạn, nó không có hư giặt như mình xe mình lắp ráp ở đây. Facebook của Phong là Facebook là Phong Trần đó. Anh em nào với gấp cái gì đó, alo nha, ủng hộ anh em đâu. Chịu ha, nhưng dơ quá thì về gặp khi nhà máy công ty nó không chịu, tại vì này chế biến ra để cho bò ăn á, nên là bắt buộc nó phải sạch các bạn. Chiếc này ba máy nha, nhưng mà mình không có tra có bê tông bao nhiêu ha. Như là nó cũng 50 50 mấy HP vậy đó. Cũng nhỏ à, chứ không có mạnh lắm. Tại vì gấp cái này cũng vừa sức của nó thôi. À cho nên thì anh em chế những chiếc Ford gấp và trong đó có chiếc Ford F185 rồi nè. Ford Ranger rồi ha, cũng có chế gấp nữa.
chiếc này thì thấy là nó có ba cây tia thủy lực nha các bạn. Một cây để mà cái giật cái rào á, điều khiển cái rào ở trước ha, còn hai cây là điều khiển cái cần như này này ha. Nên bây giờ cái sức chịu đựng của nó là gấp cũng được mấy trăm ký thôi, chứ còn nặng quá là nó sẽ bị bể cái bơm thủy lực nha các bạn, bể cái hai cái bơm đấy nha. Bên kia các bạn, gấp của chiếc Ford bên kia là cũng là nhập của Thái Lan luôn nha. À, nhập của Thái Lan lan luôn chứ không phải là của những cái cơ sở ở đây mình làm nha. Nó là hồi nãy mình nói là cái clip trước mình nói là nếu mình làm cái cần nó không làm 130 mấy triệu là cái đó là bên cơ sở của Việt Nam mình làm ha. Còn cái này là mình nhập của Thái Lan về là giá nó khác nha các bạn. Đó, cần bên kia với cần này là hai cần giống nhau á. Hai cần giống nhau luôn nha. Rồi, cái video này kết thúc ở đây nha các bạn. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Và chuyến này cũng đi ra nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quay chiếc Subaru vô ha. Chiếc Subaru vô chở một chuyến, mình quay xung quanh xe cho các bạn xem đó nha. Rồi, thôi bye bye các bạn nha.